Và sau đây xin mời cặp đôi đầu tiên của bảng D1, lứa tuổi từ 12 đến 14 dành cho các thí sinh không chuyên. Xin mời em Nguyễn Võ Anh Minh, số báo danh 98 D1 đến từ Hà Nội. Và em Nguyễn Hà Linh, số báo danh 101 D1 đến từ Hà Nội. Em Nguyễn Võ Anh Minh sẽ trình bày bản nhạc Indochino Name. Và em Nguyễn Hà Linh sẽ trình bày bản Sonatin số 1 của nhạc sĩ Beethoven.